mày làm gì được tao, mày làm gì được tao. Tao solo, tao solo với mày luôn nè, tao solo với mày luôn nè. Ừ mày làm gì được tao. Ừ mày làm gì được tao, Ây da. Đau. Rồi, ok, thì hôm nay là chúng ta sẽ chơi Man Easter nha mọi người. À, cũng là thể loại sát bay bên Roblox đấy, nhưng mà nó máu me hơn. Rồi, vô thôi. Ok, chưa coi xong mà đi ẻ là sao không hiểu luôn ấy. Đang coi mà đi ẻ là sao không hiểu. Ngộ thật. Có khác gì rap đâu, ôi khác với em. Rap, game này đối nghịch với rap nha mọi người. Game này đối nghịch 100% với rap luôn. Game rap là mình đi săn con cá mập, còn đây là mình là con cá mập đi săn người. Cảm ơn Minh Qua Trần, cảm ơn Kirito, cảm ơn Huỳnh Lê Khanh. Rồi đợi xíu nó vô liền gì. Mì mít là không có chơi, mì mít là phải đợi chơi với mọi người cả. Ủa cái gì đây, săn cá mập hả? Quái nồi cá mập, cá mập trắng hả? Known by his fellow anglers as Scaly Pete. Đây vậy. On sharks. À, ông này là ông săn cá mập nè. There was somebody better at this, you'd be following them, yeah. Hình đẹp chứ mọi người. We got a lot of wrong ideas about sharks. Science is saying we got a cool disease. Now, how you gonna coexist with that shark, huh? Shark just wanna do one thing. That's kill you, eat you. À, con cá mập nó sẽ ăn bạn, giết bạn và ăn thịt bạn. Tôi sẽ quyết tâm giết tất cả bọn nó. Nhưng mà tệ là tôi chỉ có 24 tiếng mỗi ngày để mà làm được điều đó. Có nghĩa là ông này săn cá mập 24/24 đấy. Cảm ơn Diro, cảm ơn Impossible, cảm ơn Handomin, cảm ơn Kitty. Rồi, phát hiện ra được một, hình như là ông phát hiện ra được một con cá mập rồi. Đây, tôi đây mọi người. Hả, à, tôi là một con cá mập trắng nha. Nhưng mà hình như con cá mập này là còn nhỏ hay sao đấy. Đây là một con cá mập lớn hả? Ok. She has little to fear here in the Gulf. She hả? Tôi là con cá mập cái hả? What the hell? Tôi là một con cá mập cái. Ủa nhưng mà cô bị dính cái gì ở ngay bên này này, giống như là có ai đã, à, có hình như là một cái máy giò kính hiệu hay là cái gì đó, ai bắn tôi hồi lúc trước thì phải. Và con cá mập, tôi là một con cá mập cái. Phải nồi. Pun sát là cá mập bò. Ủa vậy hả? À cá mập bò chứ mấy cá mập. Ủa vậy hả? Ồ ok. Quê. Ừ. Pun là bò, đúng rồi, Pun là bò. À Pun là con bò. Ok. Bấm và giữ cái này để mà cắn. À ok. Đấy, bấm. À nếu như tôi giữ là tôi hả cái mồm đúng bự. Ôi ơi. Bái nồi ăn thịt. Đừng đẩy. Ôi, đừng đẩy, ăn rùa luôn. Ok, rồi xong nhiệm vụ đi tiếp. Cái này là đang tutorial mình thôi. Bạn có thể quẩy đuôi bằng cách để mà nó bắt là đánh lùi và stun đối thủ hả? À ôi trời ơi, có luôn. Bình thường con cá mập hình như nó đâu có làm được vậy đúng không? Này đây. Đây. Nhưng mà tôi nhớ là con cá mập hình như là nó đâu có làm được điều này. Cá mập là nó chỉ có cắn thôi chứ nó đâu có quẩy cái đuôi để mà làm người khác choáng được đâu. Nó đánh nè đấy. Ôi ôi kinh đấy, thật sự luôn. Bơi lên bề mặt. À bơi lên bề mặt nước. Ok bơi lên. Wow. Shark fin is a sinister reminder to humans that the ocean swimming trong khi knife fin nghĩ là cái gì mọi người? Knife giống như con dao đấy mà còn thêm nó thêm cái in vô thì nó là gì thì tôi là không biết. Gì nó đây? Bạn có thể nhảy lên khỏi mặt nước. Bấm nút space để nhảy. Ui giời ơi. Chết chưa? À, bình thường làm gì có con cá mập nào nó nhảy được như vậy đâu. Ôi trời ơi. Bình thường con cá, mấy con cá khác á là nó mà nhảy á là nó phải lấy đà. À, là nó lấy đà. Ủa lấy đà xuống bằng kiểu gì? Chết dở. Lấy đà xuống bằng kiểu gì? Lộn lặn xuống cái gì?
Ôi trời, làm đủ kiểu luôn. À rồi 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 rồi, bấm phím C là xuống nha. Đó, bình thường mấy con cá khác á là nó sẽ lấy đà như thế này đó, là rồi nó bơi lên mới được. Đấy. Còn tôi là đang bơi thẳng như vậy mà tôi còn lên, tôi còn zoom được mà. À, cái cá kia mập đi ra vậy. Cảm ơn Dido, cảm ơn Khanh, cảm ơn Minh Khoa Trần, cảm ơn Uzun, cảm ơn Thái, cảm ơn M19. À. Rồi để coi mình làm gì đấy. Perform the Linh. Perform the Linh. Linh là phổi đúng không? Linh ghe là phổi đúng không? Là tôi làm cái gì ta? Giữ nút ship. Bơi nhanh vô, bơi nhanh. Nút ship là bơi nhanh. À rồi, ok, hiểu rồi. Đấy, xong. Rồi, bấm nút này để mà bơi nhanh lên mặt nước. Ui giời ơi. Chấp. Xuống lại, xuống tiếp. Phải làm cho đủ 3 lần. Nó kêu mình làm 3 lần lực. Rồi, không được, cái này thất bại rồi, rồi lại. Lên. Ui, kỳ vậy ta, thất bại rồi. Ở kia, từ. Lên. Rồi, ok, rồi. À, có người. Đây. Mày hả con. Mày lo mày đi báo đi. Mày lo mày báo cứu hộ đi. Không là mày sẽ chết. Mày sẽ chết. Tôi nhảy xuống nước nữa chứ. Ủa đâu rồi? À đây. Mọi người có thấy cái icon này nó quen không? Cái icon mà nếu như mà ai chơi sát bài á là sẽ biết là khi mà có con người nó đang bơi á là nó sẽ có cái icon mà màu đỏ đấy. Đó. Rồi. Bây giờ nó kêu tôi làm gì nữa coi. Giữ cái này. Và giữ cái này để windshot. Tôi chết rồi. Là sao ta? Là bây giờ là tôi phải cắn một. À, tôi phải cắn một thứ gì đó. Nếu như tôi cắn con cá này được không? À, hải cẩu. À, rồi. Tôi biết cái kỹ năng này rồi. Có nghĩa là mình sẽ cắn con cá. Rồi sau đó ở đâu? Không hẳn là gọi là cắn con cá nữa. Từ từ. Để phá cái con thuyền này cái. Rồi, từ từ. Đâu rồi, đứng yên coi. Tại nó làm lẹ quá, chưa kịp bấm chuột phải nữa. Từ từ. Rút này nè, có rồi, được 2 cái rồi. Đấy, nó dùng, có nghĩa là nó cắn xong nó dùng cái đuôi để nó đẩy đi xa hơn. Ai Nãy giờ mà bao nhiêu người chết rồi mà nó vẫn không chịu nghe. Không biết ở đây là có cá mập à. Muốn bệnh. Ủa sao tôi cắn con này, cắn nó kỳ vậy ta, từ từ. Đâu rồi, sao cắn nó không được ta, từ từ. Ủa đâu rồi. Cái này rối nha. Từ từ nha. Rồi. Quất máy. Đó, một phát bay liền. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ là đi giết hết tất cả những người đang đi tắm biển. Nani? Nhiệm vụ của bây giờ là phải đi giết hết những cái người đang đi tắm biển. Ồ, ngon đấy. Em thấy nó chả khác gì sát bài. Ừ thì anh nó có khác gì sát bài đâu. Anh có nói nó có khác sát bài đâu, nó là sát bài mà. Nhưng mà chỉ có điều là nó máu me hơn thôi. Ấy. Giờ tôi phải đi qua bên này để mà cắn mấy cái thằng này đi tắm biển. Đó, tôi phải bơi gì trong nó giống cá mập nè mọi người. Đấy. Ôi, làm cá mập sao, làm cá mập thì đúng cái công việc của nó rồi, làm sao mà ác được em. Đây không gọi là ác nha. Không hề ác luôn. Đó, rất lương thiện đối với con cá mập thì đây là cái một điều gọi là rất là lương thiện với con đối với con cá, nó là điều lương thiện nha mọi người. Đấy. Ôi trời ơi. Chưa gì bay 2 mạng rồi. Quá phê. Đấy, thêm một đứa nữa nè. Thằng xuống cái. Đó vậy, ơi mọi người. Kỳ á. Nếu như mà bình thường á. Ôi ơi. Nếu như bình thường mà có con cá mập á là chỉ cần một người bị cắn thôi là tất cả là đều phải chạy lên trên biển hết rồi. Ở đây là đó, bây giờ nó mới chạy nè. Bây giờ mới chạy thì làm ăn gì? Nó bơi nữa chứ. Cái nồi.
đáng lẽ là lúc mà một người bị ăn thịt là tất cả mọi người phải chạy rồi, chứ không thể nào mà để ăn cái đống 10 mạng mới chịu chạy thì chú cũng biết ở đây con người sao ấy. Ở đây con người đó sao ấy. Anh kia làm cái mặt ăn chay đi. À, lê, lê, cái gì đấy? Vãi nồi, chứ gì tôi bị chiếu là gì vô rồi. Thôi thôi, cá mập nó chỉ cắn khi có máu hoặc bị chọc tức thôi. Ở kiểu đó cũng đúng mà. Cảm ơn Tấn nha, cảm ơn Nên. À, phím Q, phím E là để né nè. Ok, cảm ơn Minh, cảm ơn em. Con anh chơi game rồi, đâu game này có gì kinh dị đâu em. Trời ơi, anh sợ chúa sợ kinh dị mà anh còn không sợ game này nữa mà. Sợ gì? Mày lại đây, mày ngồi mày lại đây, mày làm gì được tao, mày làm gì được tao. Mày dám bắn tao hả, mấy thằng quỷ. Làm gì được bố, mày làm gì được bố, mày ngồi mày lại đây. Mày ngồi mày lại đây. Trời. Mày lại đây, mày ngồi mày cắn nó đi. Mày ngồi mày bắn nó đi. Trời mọi người thấy không, mọi người thấy không. Dướng máu thuyền luôn thấy không. Nhất nách chưa. Mày ngồi mày lại đây. Làm gì được tao. Nhướng máu con thuyền luôn mà. Ui, thằng Hunter này sắp chết rồi nè, mà nó còn đứng ở trên thuyền nên mà tôi chưa có cắn được. Đói. Chuẩn chỉ chưa. Có con cá mập nào mà như tôi không? Rồi, cuối cùng cũng phá nát được một con thuyền. Anh làm gì tôi? Săn cá mập mà mọi người thử nghĩ coi, săn cá mập mà dám xuống đối đầu với cá mập dưới nước là một điều sai lầm. Sai lầm lắm luôn đấy. Nào mọi người coi cô nhúng máu cái con người biết là đói. Cắn nát cái kia luôn à. Ừ, chết một thằng nữa nè. Đó, ui giời ơi. Hên. Thằng này hên. Chứ không, đây có thằng này nè. Đó, thằng này khốn nạn nè. Nó phải chết. Sẽ chết với tôi thôi. Không thể nào mà sống được đâu. Đói. Rồi, bây giờ còn hai thằng trên thuyền này nữa. Bây giờ nó mất thằng lấy cầu rồi mà. Nó làm gì nó bắn được. Thằng lấy cầu bị cua cạp chết rồi mà. Ơi, làm sao mà cầu này lái được nữa. Nó chỉ có đứng cái trên nó chắn tôi rồi. Ở đó bắn rồi. Chứ không làm được cái gì đâu. Ơi, né liền. Từ từ. Ui. Quá chuẩn chỉ. Thêm một con tàu nữa. À, có lưới. Mày chạy không? Mày chạy đi, mày chạy được không? Ai cho mày chạy? Mày nghĩ mày lên bờ là mày thoát được khỏi con cá mập này à? Không phải đùa đâu, giỡn hoài. À, đâu rồi, còn một con thuyền nữa. Ủa sao cô không thấy con thuyền còn lại ta? Ủa sao thằng này sống dai nhờ? À đây. Đó, đây. Chết. Trời ơi. Từ. Đấy, đúng rồi. Hốt ăn thôi cùng thằng. Con cá mập này chiến quá mọi người ơi, cá mập kia mà. Shark kia mà nó phải khác chứ. Ở trên TV là người ta có shark có mấy ông shark kia đúng không? Còn tôi ở dưới biển là có shark kia nè. Đó. Giỡn mà. Trời ơi. Đi mấy con thuyền đúng lẹ luôn. Đây, tôi nghĩ là cái thằng này là cái thằng sẽ là không đội chơi chung với tôi nè. Cảm ơn Minh. Trời ơi, ăn chay đi anh, lên bờ cũng không ta. Ơ kìa. Các bạn sao mày ngu vậy? Sao mày không để tao điều khiển? Trời ơi. Trời, để ổng giết một phát một, không tin luôn. Scaly Pete looks over the catch of the day. Bên gần cá mập này cũng ngu. Không có sự điều khiển của tôi làm cá mập nó ngu liền không mọi người. Con cá mập nó phải cộng thêm cái IQ 200 của tôi nữa thì nó mới khôn được, chứ còn không nó tốn bịch lắm. Hey, cảm ơn Tiến, cảm ơn Thái, cảm ơn Minh Khoa, cảm ơn Nguyên Đinh. Hy vọng nó không có nhiệm vụ cắn dây cá. Anh cứ ý chắc có. Con cá mập bất bẩn nha. Bất bẩn đâu mà bất bẩn. Nó được bóp IQ 200 của Kia làm sao mà bóp bẩn được. Ôi ôi, có cá mập con luôn kìa. Ủa đâu phải. Ờ đúng rồi, cá mập con mà. Ôi ôi. Thằng này ác quá, tôi phải giết mày mới được. Nhớ mặt bố nha.
Ôi ôi, nó giết, nó thả cho. Ừ. Mày hả con, mày dám đùa với cái mập con hả? Cắn nát tay mày rồi. Vừa lắm, vừa đã cái nư. Đã cái nư gì đâu ấy mọi người. Đã cái nư thật sự luôn. Cảm ơn Nên, cảm ơn em. Đã đúng rồi, qua. Cảm ơn Tí, cảm ơn em. Ông này ác quá, giết cá mập con. Ơ, giết gì không giết được đâu em ơi. Cá mập là cũng chúa, cũng chúa cỡ sống dai lắm. Đấy, cá mập con đây nè, thấy không? Đó, bây giờ là tôi sẽ ăn cái bàn tay này đó, ăn vô. Once posited that after an animal had tasted human flesh, tập 2 rồi. Sakes, it's natural prey. Nó kêu mình là viếng thăm false tip bay vô là đâu ta? Dangerous game. Bây giờ có cách nào để mà mình up, mình có ở trong game này tôi có thể upgrade được cái thứ gì không? Nó kêu nè, bây giờ cần phải lớn lên thì mình mới vô đây được, chứ còn bây giờ mình chưa đủ mạnh để mà mình vô. Tôi có thể up. À đây. Khoảng 150 mét nữa. 150 mét nữa. À bây giờ có nghĩa là bây giờ là cô, nhiệm vụ của tôi á, khi mà sáp nhập vô con cá này á là phải đi báo thù cho mẹ nó. A à, hàng chi tôi đoán rồi. Ở đây, cảm ơn Minh Khoa Trần, cảm ơn em. Ôi ơi. Có nên đưa lên không trời? Có nên đưa lên không nhỉ? Có nên đưa lên không trời? Có nên đưa lên không? Cảm ơn Minh nha. Bạn nào trúng được kim cương ngay là con hay là cái niệt. Ừ, cảm ơn bạn Minh một tiếng. Rồi cô cảm lời trứng này cô khỏi đưa. Ừ. Giờ đi lên ra. Chủ trứng kêu dơ nha. Ừ, chủ trứng kêu dơ. Ok dơ. Chết cha rớt niệt rồi. Cái điệp đã màu đen mà còn rớt cái nịt nữa thì thôi, chứ tôi biết số nó xác định là số của mấy ông như thế nào rồi. Đây đó, cho mấy ông coi đó. Cái này là chủ trứng kêu dơ nha. Cảm ơn Quyên. Anh phải ăn thì mới level up. Ồ vậy hả? Ồ ok em. Ok. Ừ thế thì đi ăn. Ăn mấy con rùa nè. Ấy. Ủa có mấy con rùa này bự cái mức tôi ăn không được luôn hả? Ok kìa. À, ăn mấy con cá này được. Cá fish là cá chê. Ôi da, con nào nó cắn tôi vậy? Ok. Con rùa đúng không? Rùa nãy mày mới táp tao phải không rùa? Mày táp tao phải không rùa? Hay là con nào mới táp tôi? Tôi mới thấy con nào nó táp tôi xong ấy. Cảm ơn Tiến, cảm ơn em. Ủa? À hình như là tôi phải ăn là cho tôi lớn lên đúng không? Trời là vậy là game này nó là giống với lại những cái game mà gọi là ăn để nó lớn lên xong rồi ừ đúng rồi, giống mấy cái game mà giống như trò mà nuôi cá mà thời xưa xưa thời cũ cũ ấy. Cảm ơn Quyền, cảm ơn Thái. Vậy là ở đây là tôi phải ăn thì tôi mới mở được, tôi mới vô trong được rồi. Bò rồi, ok buộc ăn luôn. Thôi đi kiếm đồ ăn cái đã. Cảm ơn Quyền, cảm ơn em. Ủa cá đâu hết rồi, mới ăn có mấy con thôi mà. Ra đi mấy đứa. Anh đang cần thịt mấy đứa ơi. Mấy cá này ăn được không? Ôi, cá này cá kiển không ăn được. Có trang phục luôn hả? Ngon. Ok, để tôi đi kiếm. Nhưng mà tôi thay nó bằng cách gì? Đây nè, cá fish, cá chê nè. Ủa vậy đây là nước ngọt hay nước mặn? Ủa vậy đây là khu rừng nước ngọt hả? Ồ. Vậy là con cá mập này có thể sống được ở nước ngọt luôn. Cục kinh đấy. Rồi. Mai mốt có ép tiếp nhanh. Ok em, cảm ơn Minh, cảm ơn Thái, cảm ơn Quyền. Ăn cho nó bự lên cái đã rồi tính tiếp. Đứng yên. Ủa cái chỗ này. À đây cái chỗ nhiệm vụ đây, chỗ nhiệm vụ đây. Hồi nãy cô cứ tưởng đâu là phải lớn lên mới vô được. Hóa ra là chỗ này là được rồi. Bấm phím M để mà xem map nè. Uầy. Uầy, tính ra rộng vậy.
Ôi trời ơi, một cái khúc này là tôi mới được có 5% thôi, phải đi qua bên này cũng 9%, 5%. Vậy là ở đây là cái độ, chắc là cái độ độ hoàn thành của một map này. Cảm ơn Thái, cảm ơn em. À đây, Evolution, cải tiến đây. Tặng trứng xong chỉ nhận được 10 cái. Cảm ơn Minh. Cái nịt hoài. Khổ. Khổ. Ok. Đây, ở đây là cô có thể upgrade được nè mọi người. Upgrade mấy cái thứ này lên nè. Nhưng mà có vẻ như là giá nó hơi chát. Tôi chưa có đủ tiền để tôi upgrade, tôi mới có 280 tiền thôi. Đấy, nó nói là để mà upgrade được cái body á thì tôi phải cần tới 8.000 cục game lận. Khó đấy, trong phải đùa đâu. Này cô, à có làm nhiệm vụ được luôn nè. Ôi trời ngon nha. Làm nhiệm vụ được nè mọi người, làm nhiệm vụ được. Ok, để cô coi nữa, coi còn gì nữa khác nữa không ta. Infamy là cái này, từ cái này là evolution. Trời ơi, lên được cái bộ da này đúng đẹp luôn. Nhưng mà chỉ có điều là mình không có tiền đó mà mình lên thôi. Chọn thì chọn được á, nhưng mà không lên được. Nè, lên cái bộ da này là nhìn gấu, nhìn con cá mập đúng chất luôn, đúng thề. Ôi, cảm ơn Khoa nha, hay Khoa. Trời, nhớ em không nhớ chứ. Tặng. Cảm ơn Minh. Ôi, vậy là vô đây là tôi chả làm, tôi chả có cái gì hết. Rồi, đi ra tiếp. Bạn cần gì? Bạn cần Advanced Sona Evolution. Ủa, khoan từ từ, nó kêu tôi là Advanced Sona Evolution là ở đâu? Đây, Advanced Sona đây. Mà nó cần tới 2.000 cái ADN đó. 2.000 cái này hình như là cái ADN thì phải. Mà tôi mới có 200 mà. Sao đủ? Ủa? Sao ở đó, cảm ơn Khoa. Ôi trời ơi. Ê, lâu lâu quay lại mà thêm được một cái quả trứng. Sao trời, không lẽ giờ cô lại dơ lên nữa? Có thật. Không lẽ giờ tôi lại dơ lên nữa? Thì thấy tội cho mấy ông nhận nịt quá. Thôi, cái này thôi. À, tha cho mấy ông lần này đi. Từ từ, tôi quả trứng sau tôi đưa cái nịt lên. Đấy là upgrade. Ừ. Nhưng mà bây giờ, ủa? Sao cô có luôn cái skin này rồi? What the hell? À, upgrade. À. Oh, ok. À, rồi, cô chọn rồi. À, đó là upgrade mọi người. À, upgrade, cuối cùng đó là buộc phải bỏ ra số tiền đó chứ. Ôi, ngon. Skin chất nha. Ôi. Skin đúng chất luôn. Hey. Đấy, ăn nó cũng nhanh hơn nữa. Rồi, bây giờ đi ăn cái. À, ở đây là nó sẽ có nè. Trên mỗi con mấy cái con rùa hay là mấy con sinh vật á là nó sẽ có cái ngọc hay là cái thứ gì đó. Khi mà tôi ăn mấy này hình như là tôi được cộng mấy cái thứ đó. Mấy cái nó hiển thị vô, ví dụ như là màu vàng này gọi là cái gì ta? Ở trong này màu vàng gọi là cái gì? Còn này cô có thể gọi là ADN cũng được. Màu vàng không lẽ gọi là mỡ trời. Nó kiếm mỡ làm cái gì? nó kiếm mỡ làm cái quái gì? Khoan, làm như từ coi nhiệm vụ đi cho nó chắc ăn. Coi nhiệm vụ đi cho nó chắc ăn. Skin là tăng chỉ số. Cá mập sơn tăng đam sống dai thành huyền thoại. Ừ, cảm ơn Quyền, cảm ơn Tuấn. Ừ, sơn ở đây là sơn cá tăng đam đấy mọi người. Hai. Cảm ơn Uzun. Ừ. Ở đây là tôi bắt. Ở đây là nó bắt tôi đi làm mấy cái nhiệm vụ này đúng không? Đây là những đây là cốt truyện nè. Đây nhiệm vụ ở đây nè. Tiêu diệt 10 con cá chê. Ok. Bấm phím trời lên để mà mình chắc nó. Rồi. Đây 10 con cá chê nha, đi tìm 10 con cá chê cái. Cá chê đâu? Ôi, đó con gì nó căng tôi vậy? Ôi trời ơi.
mày gan lắm, mày dám cá mặt, mày dám cắn tao, mày dám cắn tao, mày dám cắn tao con chó. Mày gan lắm, mày dám cắn tao à. Dám cắn lén bố à. Mày tới số rồi con. Ôi đó thôi, anh cái bằng em, anh cái bằng em. Dạ em còn nhỏ dại, em còn nhỏ dại. Anh cái mập, em còn nhỏ dại, em còn nhỏ dại, em còn nhỏ dại. Thôi tại sao lại bị con cá mập giết? Cá lồng con cá sấu chứ, này con cá sấu mà con quên con cá sấu. Ôi thôi. Cái con sông này nó cũng nguy hiểm quá. Thiệt cái chứ. Ủa? À. Thôi con phải đi qua bên này mới đúng. Cảm ơn 19, cảm ơn em. Đã đủ một ép rồi, đủ một ép. Trời ơi, tính ra nhân phẩm mà 19 tốt vãi nồi. Tính ra nhân phẩm ok đó chứ. Trời ơi, nói cái được liền luôn là ok lắm rồi đấy. Ừ. Vừa đủ thêm được một chấn nữa. Sướng không? Đây, 10 con cá đúng không? Nó kêu coi là cái chân tiêu diệt 10 con cá là được. Cảm ơn Nguyên Đinh, cảm ơn em. Em cầm nịt và em khóc. Ở kia thì cũng lắm là hẹn là lần sau thôi chứ làm gì mà tới mức đó. Ở đây cũng có con cá sấu nè. Phải rồi. Thôi ăn cái được. Ôi là, thôi. À lắc lại. Rồi, ui con cá sấu đi. Bị khốn nạn vừa phải rồi chứ mày đâu ra vậy. Ôi tính ra con cá chê mà nó còn mập. Được, mà nó còn bự gần bằng tôi nữa mà. Ôi à. Thôi. Em tưởng đâu em là chú cởi dùng này rồi nhưng mà không phải. Dạ anh cá sấu mà anh mới là chú cởi dùng này anh ơi. Dạ em xin lỗi em đi chỗ khác đây. Dạ em xin lỗi. Cảm ơn bá thiện gì đó. Cảm ơn Lượng Đinh. Ôi đây gì tôi cởi cùng luôn mà. Ôi ác quá mày ác với tao lắm rồi con cá ơi. Con cá sấu ơi mày ác với tao lắm rồi, mày đứng từ từ nữa đi. 5 con rồi mày đứng đó mà mày đợi coi đi. Nói tôi có phím quy với phím e mà nãy giờ tôi quên xài tức không chứ. Cá này múa ba lê đẹp quá. Đó con cá sấu nó đang dí con đó mọi người. Con cá sấu khốn nạn đấy. Ủa đó nãy giờ tôi bị 2 con dí luôn hả? Sao đâu ra mà nhiều cá sấu vậy? Ủa kính ra hồ này là không hồ này cũng nguy hiểm phết đấy chứ chẳng đùa đâu. 8 con rồi. Ôi trời ơi, bé nó há cái mồm nó để sẵn luôn kìa. Nó sợ thật sự. Nhanh lên, 10 con rồi. Ừ. Rồi chạy đi tìm cho trốn cái, chạy đi tìm cho trốn cái. Coi. Tôi phải đi tìm cho trốn cái. Má quỷ. Trời ơi nó dí tới nơi luôn. Mày cái đâu được. Arigato con cá thôi. Rồi ok đủ rồi con ơi. Mừng quá. Ôi mà lớn lên là một cá sấu đi. Biết xác định với tôi. Ủa đây là cứ mỗi khu vực là một con cá hả? Ok. Đứng đây được không? Trời đất ơi hai bà cá sấu bà dí tôi. Đúng gì đó. Hai bà cá sấu bà dí tôi lực từ từ. Tôi không có đi ốc rây được. Tới hẳn hai bà cá sấu bà dí tôi lực từ từ. Tôi trốn cái đó mọi người. Tôi trốn cái. Rồi được rồi đúng không? Rồi ok đó. Hẳn hai bà cá sấu luôn. Miễu luôn. Một con cá mập có chút xíu vậy thôi mà hẳn hai bà giết tôi. Tranh nhau tôi để làm được cái gì không biết nữa. Rồi. Cái gì đây? Ok bây giờ tôi sẽ chắc cái nhiệm vụ này làm tiếp. Ở đâu? Nhiệm vụ này ở đâu? Đây. Tôi cứ tưởng đâu là khi mà vô cái đầm lầy, khi mà vô cái con sông này tôi là chùm rồi chứ. Đưa ra tới con cái xấu luôn, tôi cũng chịu đi. Cảm ơn Kia xấu trai, cảm ơn em. Solo luôn anh rén thế. Hồi nãy em chưa thấy nó cắn anh ạ. Anh là chỉ là một con mũi so với nó thôi. Không là cái đinh gì đâu. Có cái mập nước ngọt mà mọi người. Có cái mập nước ngọt mà anh. Nhưng mà chỉ có điều là anh không biết là con cái mập bò này nó có thể sống được nó có thể sống được ở nước ngọt hay không. Ủa sao tôi ăn con này không được. À. Ui ôi. Ui da. Ôi lôi. Ôi
ơi, con nó cắn tôi kìa. Ui dồi, đau đấy, đau đấy, mày cắn, mày cắn tao hả, solo với mày luôn nè. Đấy, thanh niên kia kêu con solo á. Đó, bây giờ là tao sẽ solo với mày, solo nè. Đó, giận. À, 2-1 luôn hả, ôi rồi, bẩn thỉu. Thứ gì á, mày bẩn thỉu à con, mày đứng yên, mày lại đây, mày bẩn thỉu với ai? Ừ, mày bẩn thỉu với ai? Mày bẩn thỉu với bố mày sao? Mày ngồi lại đây. Tao né mày làm gì được tao. Cắn mày, tao bớn luôn nè con. À, tôi cay thằng này lắm rồi. Thằng này nó cũng sẽ chết tôi thôi. Mày hả con? Đâu rồi? Né liền. Con thằng này nó lượng ghê quá. Mày, trời ơi, né nữa chứ, hay thật. Mày làm gì được tao? Ui giời ơi, mọi người thấy cái gì chưa? Đấy, tôi bự lên rồi. Nó phải như thế chứ. Hả? Tôi bự lên rồi đó mọi người. Bấm lên coi nhiệm vụ cái. Đấy, hoàn thành được 2 nhiệm vụ này. Ủa khoan coi. Crawfish này sao nó bắt tôi làm hoài vậy? Ủa nhiệm vụ này cô đã hoàn thành rồi mà ta. À không, chắc là nhiệm vụ mới. Ừ chắc nhiệm vụ mới thôi, là làm tiếp đi. Ừ nhiệm vụ mới mà. Rồi cái nhiệm vụ nằm đâu? Ơ Crawfish Collect. Ủa là nhiệm vụ này nó bắt tôi đi tìm 10 con cá chê đúng không? Crawfish nè. Rich level 4. Hình như phải level 4 mới làm được thì phải. Cảm ơn 19, cảm ơn em. Tôi tặng nốt cho anh, bây giờ em lại ra ngoài. Em tặng liền đi, anh chờ sẵn cái dây nịt ở đây luôn rồi nè. Đó. Anh để sẵn cái dây nịt ở đây luôn nè. Lên là tôi đưa lên liền luôn nè. Đó. Đây nó kêu sao tôi chọn cái này rồi mà nó không có. Từ từ, hồi nãy cái Rofit nó nằm ở đâu quên rồi ta? Ở đây đúng không? Ở đây, cảm ơn M19, cảm ơn em. Rồi, Vinh. Quê. Rồi, ai nhận được gì thì cảm ơn M19 một tí nha. Đấy, nhiều đó thôi. Không cần nhiều đâu. Nửa anh. Dính lời nguyện liễn gì. Rồi bây giờ đi lấy cái Rofish cái. Rofish đây, ủa đâu phải, đây là phải Rofish, đây là cái con mà hồi nãy tôi đánh cái con mình, con này nó hay cắn tôi mà. Đâu rồi? Nó ăn mà nó cứ lướt hoài, đánh nó bực bội thiệt luôn á chứ. Ủa Crawfish nó nằm ở đâu ta? Hồi nãy sao tự nhiên tôi quên mất tiêu cái đường đi tới Crawfish rồi. Chỗ này là chỗ nào đây? Collect License Blade. À Collect License Blade là ở đây mà. Ủa khoan từ từ. À Collect License Blade là ở đằng sau mà. Ủa hướng nào ta? Hai con này thì cô đánh nó thì cũng đâu được gì đâu. Cảm ơn Tiến, cảm ơn em. Cảm ơn M19. Ok. The shark's life expectancy is at half thanks to its lifestyle choices and risky. Ủa, phải rồi nha, bây giờ là cô phải bơi lại chỗ kia cái từ. Cái map ở đây nó vẫn chưa biết cái vẫn chưa hình dung được cách đi của nó. Cảm ơn Minh, cảm ơn em. Đây nè, cái chỗ này nè. Ủa sao đi hết nổi rồi? Cảm ơn Nguyên Đinh. Nịt đã được kéo, đạn đã lên nòng, mục tiêu là mặt anh kia. Ok. Ở đây hả? Collect on license plate. À, ủa là cái này á hả?
Làm sao cô lên trên này được ta? How tu lên trên đó được? Không thể. Nó phải có cách nào để mà cô có thể lên được trên đó chứ nhờ. Cảm ơn Thái, cảm ơn em. Hay là nó liên quan tới cái cầu vượt này đúng không ta? Đây nè. Ở đây nó có cái cầu vượt nè. Tôi đoán là chắc là mình phải leo lên cái cầu vượt này để mà chuột cái đó để mà lấy được cái cấm vé. À, cần lên củi tin hả? Ừ, vậy đi lên củi tin thôi. Đúng không? Tại vì nó nói trên này nè là tôi có một cái nhiệm vụ là phải reach level 4. À, phải reach lên củi tin mới làm được. Ui, củi tin, ok. Ồ, vậy là ở đây là bắt buộc phải lên củi tin hết rồi. Ồ, cay đấy. Thôi, chị ăn thịt cái đã. À, sắp lên củi... À, cái thành level của nó nằm ở phía dưới này. Thôi, level 3 rồi, level 4 lần. Mày nhớ mặt bố nha, mày nhớ mặt bố nha con. Mày nhớ mặt tao đấy. Tao còn nhỏ, từ mày đã tao lớn lên rồi mày chết với bố. Cảm ơn Minh, cảm ơn Khoa. Mới đi lượm mini nạp kim cương. Ủa dồi, ngon nha. Ok, từ. Phải lên level 4 cái đó mọi người. Bây giờ cá mập đó là cá khoan từ. Hình như cô đủ bự để cô solo với con cá sấu chưa ta? Bây giờ cô sẽ ra cô solo với con cá sấu nha. Mọi người nghĩ coi cô thắng hay thua. Đấy, tôi sẽ đi solo với con cá sấu nè. Tôi solo thử nha. Nếu như mà tôi nhắm mà tôi solo được nó, tôi nhắm mà tôi solo được là tôi sẽ xét kèo. À, mà tôi nhắm mà tôi solo không được thôi được tôi bỏ chạy. Đây cho mọi người coi nè. Đó, hunted alligator. À, đó, thấy không? Về độ dài thì coi như là 191. Cái gì? Mày làm gì bố? Rồi. Sao mọi người? Muốn xách kèo không? Muốn xách kèo. Ây da! Má nó quên nó cắn vô phát đâu á. Nó cắn vô phát nó muốn bật ngứa luôn á. Thôi. Tôi cắn nó cũng được đấy, nhưng mà nó cắn tôi đau quá. Con quỷ cắn nó cắn đau. Ôi. Sao mọi người muốn xét kèo không? Muốn chơi không? Nhiệm vụ tôi có một cái nhiệm vụ là đi tiêu diệt con cá sấu đi mà. Hôm nay nịt nhiều nhỉ. Cảm ơn Lâm, cảm ơn Minh, cảm ơn Khoa. Sao mọi người muốn chơi không? Đó, không tôi sẵn được nói chưa? Sao chơi không? Kèo đúng không? Rồi, đợi xíu để tôi bỏ, tôi chạy đi chỗ khác cái từ. Chứ cô đứng đây cô đâu có xét kèo được. Đứng đây đâu có xét kèo được, phải chạy thôi. Rồi, ok. Xét kèo nha. Lê. Con quỷ. Mới vừa xong con kia đấy, cái chuyển qua con này liền cái thứ gì á. Rồi. Thắng hay thua chọn nè. Rồi vô đi mọi người. Vô đi tôi sẽ solo con cá sấu lên cho mọi người coi. Con cá đó không cửi gì đối với tôi đâu. Con cá đó không cửi gì đối với tôi đâu. Tôi sẽ giết con cá đó trong vòng một nốt nhạc cho mọi người coi. Còn lại là thắng hay thua thì tùy thuộc vô độ nhân phẩm của con cá này. Bây giờ tôi chỉ có đi ăn ở đây để tôi lên level thôi. Mọi người hãy chúc tôi thành công đi. Mọi người hãy chúc tôi may mắn đi. Tôi vô luôn đây. Mày à con, mày làm gì được tao? Ủa, mày làm gì được tao? Ủa, tao solo với mày luôn nè. Ừ, mày làm gì được tao? Ây da! Đau. Ôi ơi, 1.2 rồi. Thôi hủy kèo nha mọi người. Hủy kèo. Dẹp. Chơi bẩn thiểu. Một chơi một 1.2 nữa ai chơi lại. Ôi ơi. Thôi.
Mày hả con, mày bố láo bố lếu với con. Ây, em xin lỗi anh, em xin lỗi. Mày bẩn thỉu quá con cá mập, con cá sấu à. Tại sao mày lại chơi bẩn thỉu như vậy? Một đấu một mà tại sao mày lại gọi đồng bọn mày ra? Thiệt luôn á. Mọi người coi tôi nè. Mọi người coi tôi nè. Khốn nạn nè, mày làm gì được tao? Mọi người coi tiếp nè. Đó, cái độ khốn nạn của nó là không bằng tôi đâu. Chạy. Nè, coi nó nè, coi nè. Ừ, đúng rồi hả? Hay quá thằng vậy. Đời tôi cô liêu. Chắp chết bà đó rồi. Ôi trời ơi, còn có cái mập, có lộn, còn có cá sấu ngay chỗ kia nữa hả? Ôi trời ơi. 400 million years of evolution, and yet the shark is eaten by someone's future luggage. Không bị con cá sấu kia giết, không có cánh nha mọi người. Không bị cá sấu kia giết, không có tính nha. Đúng không? Tôi nói là tôi sẽ kèo là tôi chơi với con cá sấu kia, đâu phải chơi với con hai con cá sấu còn lại đâu. Thôi chết là chết. Chết là chết. Thì thật sự ra hồi nãy cô cũng đâu có bàn kỹ là phải con nào giết đâu. Cái đó là do tôi, thấy không? Thôi thua là thua đi. Thôi cái mốt là tôi phải xét lại cho nó đàng hoàng. Một mà đấu hai là quá bẩn thỉu thầy luôn. According to the county administrator Chuck Hucklebridge, the lack of effectiveness of piecemeal technocratic solutions here can be solved with more piecemeal technocratic solutions. Rồi, đây ăn lên level 4 cái, nãy giờ ăn chưa kịp lên level 4. Mém xíu nữa là dí được con cá sấu đó rồi. Tự nhiên một con kia đâu ra không hiểu luôn. Nó làm cho một phát bật ngửa ra sau. Cá sấu thì cũng có cá sấu điếc, cá sấu đắt. Ừ, cảm ơn Phạm Minh Khôi. Cảm ơn Quyền. Cảm ơn Nên. Thôi, nói chung là số tụi nó cô liêu. Gặp ngay con cá sấu nó chơi bẩn thỉu. Cuộc đời nó cô liêu lắm mọi người. Tới lúc mà tôi làm cá mập rồi mà cuộc đời tôi nó cũng không cũng không có khấm khá gì hơn. Không hiểu luôn. Rõ ràng là tôi đang cố gắng đấu một rất là đẹp với con cá đó mà không hiểu luôn. Nó lại trình ơn cái nó kéo theo đồng bọn tới nó cay thiệt á chứ. Ủa, tour planning này là gì? Try to avoid high risk coastal areas. À, nó kêu là tránh cái khu vực nguy hiểm cao hay cái gì đó. Ở đây có điện, ở đây có thể điện không? Thôi anh đừng có mà điêu nghiệp đó anh. Anh nào muốn đâu. Thôi ăn lên là một bố mình đi làm nhiệm vụ cái này. Tôi mà gặp con lại con cá sấu hồi nãy là con cá đấu sấu đó xác định với tôi rồi đó. Bây giờ là tôi mà lên level 4 là tôi là một con cá mập hoàn toàn khác. Tôi sẽ không để cho con cá sấu đó sống đâu. Đồ cá sấu chơi bẩn. Mother catfish will eat her own young. Đi kiếm cái rương cái. Ừ, đi kiếm cái rương cái. Đồ cá sấu chơi bẩn thỉu. Không hiểu. Cảm ơn Nguyên Ninh, cảm ơn em. Một
Ừ, một vs 2 luôn. Quá quá bận tiểu đi chứ. Ủa đi đâu hết rồi? Mấy con quỷ kia, mấy con quỷ cái đâu hết rồi? Ủa con đang ở đâu đây? Ơ kìa, sao lại chui lại vô lại trong được cái lỗ này hay vậy? Không hiểu luôn á. Đang cần đi ra thì những cái chui ngược vô lại trong cái lỗ đó. Thôi, ăn cái. Sắp lên level 4 rồi mọi người. Hồi nãy tôi nhớ đâu là nó nằm ở đâu cái khúc này nè. Cái khúc hồi nãy tôi đánh nó là như khúc này thì phải. Đấy, bây giờ tôi sẽ chạy ra lại cho nó thử coi. Rõ ràng là tôi cắn được nó chứ không phải không đâu. Ừ. Cảm ơn nhân ôn phước, cảm ơn em. Xuống cái. Đường đâu rồi coi, đi đường nào. Đấy, nó quay lại đường cũ nữa, từ từ. Không phải hướng này, hướng bên này mới đúng. Đây, hướng này. Bây giờ ra mà tôi gặp lại con cá mập, con cá sấu đó, mọi người dám chơi thêm một lần nữa không? Dám chơi thêm lần nữa không? Lần này là tôi không thua nó đâu, tôi cố gắng không thua nó đâu. Tôi mà lên được level 4 là tôi bự lắm rồi, tôi nghĩ là tôi cũng bự lắm luôn rồi đó. Cảm ơn M19, cảm ơn Kha. Nạp tạm 20 để comment, nãy có cược anh, ừ có cược em. Mà thua. hơi quê. Chơi luôn à, ừ rồi ok để tôi ra con gặp nó coi còn con cá xấu ở đó không nha. Hướng nào cả, hướng này đúng không? Ừ hướng này. Chút nữa chuyển giờ á. Cảm ơn Khoa. Đây, con cá sấu đây. À. Rồi, ok nha. Đây, see you later alligator nha mọi người. Vô nè. Tôi quế cái con cá này lắm rồi. Rồi, vô. Tôi quế con cá này lắm rồi, tôi phải giết. Nó phải một mình tôi mới chơi được, chứ mà nó chơi nó gọi thêm đồng bọn nó bẩn thiếu rồi ai chơi. Không hiểu luôn. Đó, nó tới rồi. À, hồi nãy tôi quên sử dụng chuột trái. Tôi quên sử dụng chuột trái để mà tôi hất nó. Tôi phải hất nó đi chỗ khác. Ừ, quên mất. Anh lên bờ là cá sấu thua rồi, anh cũng chết luôn đúng không? Bớt vụ với mọi anh Đức nha. Bớt vụ với mọi anh Đức nha. Cảm ơn Tiến, cảm ơn em. À đúng rồi, tôi phải xét lại nha. Tôi phải bị con cá sấu đó giết nha. Đấy, có nghĩa là con đó là nó sẽ có một cái tên gọi là Hunted Alligator. Tôi phải bị con cá sấu đó giết, còn con cá khác giết tôi không tính. À, tôi nói trước luôn. Bị con khác giết là con hủy kèo. Bị con đó giết tôi mới tính là tôi thua. À, đó, vậy nha, cho nó chắc ăn. Ừ thôi. Rick Ground Skate ở đâu nha? Rồi, vô luôn nha mọi người. Vô luôn nha. Vô nè. Đó. Cái đó kính sau đi, vô. Úi, trời ơi, mày làm gì được bố? Mày lại đây, mày ngồi lại đây. Ừ. Mày cắn ai? Mày nhắm mày bơi nhanh hơn tao không? Hả? Mày nhắm mày bơi nhanh hơn tao không? Hơ. Đào đấy anh trai. Nào đấy. Ây da. Ôi, nó hút cho một phạt. Hút tà nó cái bão rồi. Chạy. Nó quất cho một phát mà hết tà máu luôn. Mày à con. If it makes you feel better, I ate the heck out of some crockpot alligator kielbasa bites earlier. Nó quất nó cáp cho hai cáp chết bà đó con cáo. Ôi trời ơi.
nó nhảy tiền bên thua liền luôn. Thôi, tôi biết cái năng lực của tôi rồi. Năng lực của tôi hiện tại là không có đánh được con cá nào hết, ngoài trừ mấy cái con cá nhỏ nhỏ. Rising sea levels have made once unreachable corners of the bayou. Cái năng lực của tôi hiện tại là chỉ có đánh được mấy con cá nhỏ nhỏ. Vegetation salinity zones in this area include fresh marsh, intermediate marsh, brackish marsh, and saline marsh. The resilient bull shark is able to navigate all of them with ease. Ok, bây giờ nó mới lên kinh nè. New area rich kinh nè. Ôi trời ơi, nhìn con cá nó ngầu hơn nè mọi người. Nhìn con cá nó ngầu hơn nhiều luôn nè. Thôi, cá giận. Trời đất ơi, biết vậy hồi nãy cô về có upgrade lên là ngon rồi. Giờ cô mà về có upgrade lên con cá rồi. Cá giờ nó bơi, nó bự, nó đúng mạnh luôn. Ui, tự nhiên không à. Có nghĩa là khi mà tôi lên level 4 là tôi phải quay về chỗ này tôi mới được upgrade hay sao đấy. Đó, mọi người thấy không, bây giờ là tôi đúng bự luôn nè. Ôi ẩu ghê, biết vậy nãy mình về mình upgrade cái mình đi lên là ngon rồi. Ngựa bà chi rồi đi ham hố đi đánh nhau với cái con cá kia chi cho mình chết, nó không hiểu luôn, không hiểu nổi luôn á. Thôi thôi không kèo nữa đâu, bớt suối đi, không kèo nữa đâu. Không kèo nữa. Arigato đâu, nhưng mà thôi không kèo nữa. Mấy ông bớt suối rồi đi mấy ông ơi. Có đặc chứ. Cảm ơn Khoa, cảm ơn Nguyễn, cảm ơn Trâm Phan Calo, cảm ơn Tiến, cảm ơn Bảo Nghi. Cảm ơn Nguyên Đinh. Thôi tôi còn nhỏ lắm, tôi còn nhỏ so với mấy con kia lắm, tôi mới tụi tin thôi. Tôi khi nào là tôi còn là con cá mập bò khổng lồ đi rồi tính tiếp. Giờ đánh đấm gì. Đó, lại gặp nữa rồi. Cảm ơn Tiến. Giờ tin rồi đánh lại đi anh thôi. Thôi. Bất dụ. Mày. Cảm ơn Bảo Nghi, cảm ơn Tiến. Ủa, tôi phải đi vô trong khu này hả? Chết rồi, khu này là khu nào? À, khu này là phải đi qua bên này. Qua bên này được. Nếu như qua bên này thì chắc là cũng được. Nhưng mà từ từ, tôi nghĩ là tôi còn một cái nhiệm vụ khác nữa. Từ từ. Bấm qua lock. Đây, nhiệm vụ mới nè. À, đi theo cốt truyện có nghĩa là nó có rất nhiều cái nhiệm, nó có rất nhiều cái nhiệm vụ đi theo cốt truyện. Rồi mấy cái này là nhiệm vụ phụ nè. Wait. Chết dở. Rồi, ok. Game này có lưu không mấy đã? Game có lưu nha mọi người. Không biết có lưu không, chắc là có. Rồi, ok, thôi mình dừng game này ở đây đi. Lần sau cứ chơi tiếp, game này vui chứ mọi người. Game hay mà.